chúng ta cũng có một số những cái thông tin liên quan tới sàn Binance nhưng mà trước hết thì có một thống kê thống kê này đã được chia sẻ bởi công ty Glassdoor các bạn thì công ty này đó là họ sử dụng những cái tài liệu như là những nhân viên họ lên mạng họ nói những gì họ chia sẻ làm việc của những công ty ra sao thì công ty Glassdoor này đó thì cũng đã xếp hạng một số những cái công ty trong thị trường crypto này và các bạn có biết là công ty mà dựa theo Glassdoor đó có nhiều nhân viên không hài lòng nhất đó chính là công ty Binance, Coinbase và Gemini trong thị trường crypto này chi tiết hơn các bạn thấy bên dưới này đó là họ chia sẻ một cái biểu đồ biểu đồ này đó là có bốn cái khung các bạn thì hiểu đơn giản đó là từ trái qua phải sad employees có nghĩa là những công ty này đó là có cái số lượng nhân viên buồn nhất và bên tay phải là happy employees có nghĩa là cái số lượng nhân viên vui nhất và bên dưới này là slow growing có nghĩa là những công ty mà tăng trưởng chậm mà bên trên này là tăng trưởng nhanh. Thì các bạn đã thấy là Binance thì nằm bên trên này đó là một loại công ty dựa theo class door là công ty tăng trưởng nhanh nhưng mà có nhiều nhân viên không hài lòng. Chúng ta có công ty Gemini thì tăng trưởng không nhanh bằng Binance mà lại càng có nhiều nhân viên không hài lòng hơn nữa các bạn và Coinbase thì nó nằm ở bên cái góc này như các bạn nhìn thấy trên màn hình đó, thì Coinbase là công ty mà có cũng nhiều nhân viên không hài lòng nhưng mà ít hơn Binance nhưng mà không tăng trưởng nhanh như Binance còn cái bên tay phải này là chúng ta có những công ty như là Ripple thì uh, Ripple dựa theo class đó là công ty mà tăng trưởng nhanh và có nhiều nhân viên vui vẻ hơn và chúng ta thấy được bên dưới này đó là cái khung mà có nhiều nhân viên vui vẻ nhưng mà tăng trưởng chậm trong đó chúng ta có những công ty như là Paxo và sàn Kraken và ngay cái đường này chúng ta có công ty Circle Công ty Circle là công ty mà tăng trưởng trung bình Nhưng mà có nhiều nhân viên hài lòng Còn à, bên tay trái các bạn Cái công ty mà tệ nhất đó Có nghĩa là tăng trưởng vừa chậm Mà có nhiều nhân viên không được vui Đó chính là Celsius Tuy nhiên Celsius thì đã khai bồi phá sản rồi Rất là thú vị các bạn À, thuận thì chưa từng làm việc cho một công ty crypto. thật ra các bạn đã biết là trong vòng à, mấy năm qua đó, thuận cũng đã ừ. có nhiều cơ hội để có thể làm việc cho một công ty crypto và gần đây hơn đó, thì à, sàn OKX cũng đã liên hệ với thuận để à, hỏi thuận xem có muốn đi phỏng vấn cho cái à, chức vụ của sàn OKX hay là không. có thể là cái người mà nhắn tin thuận đó thì cũng thực sự không biết thuận là đâu các bạn, tại vì họ chỉ tìm thấy cái lý lịch ở trên Linkedin mà thôi. và trên Linkedin đó, thuận không có để là thuận là chủ của kênh à, thuận Capital vì lý do đó nhiều người không biết uh, Thuần là chủ của kênh này các bạn và thường thích như vậy thường thì thích in radar hơn là thích nổi các bạn thường cũng từ chối rất là nhiều rồi Thật ra thường rất là muốn làm việc cho một công ty crypto xem của bên trong ra sao nhưng mà nếu như mà thường làm việc cho một công ty crypto rồi đó thì rất khó để mà duy trì kênh các bạn sẽ có nhiều thứ thường không thể nói được khi mà thuận làm việc trong một ngành khác như, như bây giờ đây làm việc trong ngành tài chính không liên quan đến crypto thì khi mà thuận làm về channel crypto này ra thường muốn nói gì cũng được nó không có bị giới hạn nhưng mà khi mà thuận đã là người ở trong thị trường crypto này làm việc cho một công ty rồi đó thì sẽ khó để thuận chia sẻ một cách như là bây giờ thường không thể nào mà nói về sàn này sàn kia hay là sản phẩm này sản phẩm kia như thế này được tại vì sẽ dẫn đến xung đột lợi ích các bạn nhưng mà về sàn Binance thì hôm nay chúng ta lại có thêm những cái thông tin nữa các bạn hầu như à, tuần nào cũng có nhiều thông tin liên quan tới Binance và gần đây phần lớn thông tin là không được tốt chúng ta có thể thấy được là có rất là nhiều những cái tài liệu được chia sẻ ngày hôm nay nói là giám đốc chiến lược của Binance Patrick Hillman đã xác nhận rằng ông sẽ rời khỏi chức vụ và ở trên những tài liệu online đó, thì họ nói là Patrick Hillman đã ở Binance khoảng chừng 2 năm thì cũng đã đến lúc ông muốn tìm kiếm một cái cơ hội khác tiếp tục phát triển chứ không muốn tiếp tục ở lại Binance nữa và ông cũng sắp sửa là có một đứa con sắp ra đời cho nên muốn dành thời gian với gia đình. Cái đó thì thường không nói đến nhưng mà có nhiều bài báo bây giờ đã nói là ngay cả luật sư trưởng đó chính là Hang Eng và phó chủ tịch cấp cao bộ phận quản lý quy định pháp lý là Stephen Christie cũng sẽ rời khỏi công ty thì khi mà nhìn thấy những cái tài liệu như thế này đó, thì nhiều người nói là wow ba giám đốc cấp cao của công ty lần được rời khỏi thì có rất nhiều động thái tại binance và đương nhiên các bạn thấy được là có nhiều tin đồn nói là những người này rời khỏi à, tại vì à, họ lo sợ về việc à, bộ tư pháp điều tra binance à, và có thể dẫn đến nhiều rắc rối cho nên à, họ muốn rời khỏi những cái đó đó là những tin đồn mà thôi còn sự thật ra sao đó thì thuần không biết được các bạn thuần chỉ biết là sau đó thì cg cũng nói tất cả chỉ là vết cũng như mọi công ty binance có nhân viên từ chức nhưng lý do báo chí nói đều không đúng sự thật và cg nói binance là một tổ chức phát triển từ 30 nhân viên lên 8.000 người trong vòng chỉ 6 năm và vẫn đang mướn người hiện tại thì các bạn đã thấy đối với cg thì uh, CZ nói là không có gì đáng phải lo hết Những công ty khác họ cũng có nhiều người tổ chức Đối với lại báo chí đó thì họ nói là Đây là chứng tỏ là Binance không vấn đề Cho nên những nhân viên cấp cao mới từ chức như vậy Thì sự thật đó sẽ nằm ngay chính giữa các bạn Tại vì uh, đối với kinh nghiệm của Thuận đó, Thì khi mà các bạn làm việc cho một công ty Thì nếu như các bạn thấy lần lượt có nhiều quan chức cấp cao rời khỏi đó thì đương nhiên là có lý do rồi lý do đó là gì thì uh, chúng ta khó để biết được lắm các bạn tại vì có rất nhiều lý do giống như là công ty mà thường đã từng làm đó, thì lần lượt có nhiều nhân viên rời khỏi lý do là tại vì đã có một cái giám đốc cấp cao đã có được một việc làm ở một công ty khác tương tự rồi sau đó lôi kéo người qua cho nên các bạn mà thấy là lần lượt những nhân viên cố chất thì họ lần lượt qua bên công ty mới chúng ta cũng có những cái trường hợp như là công ty có lãnh đạo mới dẫn đến là những cái giám đốc này đã không thích cái lãnh đạo đó và họ lần được rời khỏi tại vì cái xu hướng phát triển công ty nó không có đồng bộ với nhau hay là chúng ta cũng có những cái trường hợp là những cái quan chức cấp cao của công ty họ ký hợp đồng, thường đó là các bạn biết là hợp đồng của họ là họ sẽ làm một năm bao nhiêu tiền phần lớn đó các bạn nghĩ là những cái quan chức cấp cao của công ty có thể là lương rất là nhiều nhưng mà thật ra lương không có nhiều đâu các bạn phần lớn đó những quan chức cấp cao đó lương của họ là khoảng 200-300 ngàn đô mà thôi à, tại vì sao các bạn? Tại vì họ không muốn đóng nhiều thuế, mà ngược lại đó thì cái phần còn lại là công ty trả cho họ bằng cổ phần của công ty hay là hoa hồng từ công ty cái phần đó thì họ không cần phải đóng thuế liền cho nên các bạn thấy là nhiều người đứng đầu công ty đó thì khi mà trên giấy tờ họ chỉ làm có hai ba trăm ngàn một năm mà thôi nhưng mà thật ra họ làm tới 2 triệu, 5 triệu, 10 triệu một năm lần Tại vì cái phần còn lại là trả cho họ Thông qua cổ phần hay là thông qua một cách nào khác Và trả trong vòng bao nhiêu năm Khi mà họ chấp nhận cái chức vụ đó Và khi mà đã trả hết rồi đó Thì họ sẽ rời khỏi công ty Hay là nếu họ muốn lại thì họ sẽ ký một hợp đồng mới Hay là công ty thực sự có vấn đề Cho nên nhiều nhân viên mới rời khỏi Chúng ta sẽ không bao giờ biết sự thật đâu và nếu như bạn chỉ là một trader bạn chỉ là một người mà dùng sàn binance để mà mua bán đó, thì nó cũng không có thật sự quan trọng nhiều như vậy à, tại vì nếu như các bạn chỉ dùng sàn giao dịch để mua bán mà thôi đó thì các bạn chỉ quan tâm đến là cái sàn đã phục vụ khi nào cái spread là bao nhiêu cái sàn đó là tính cái bạn phí là bao nhiêu vân vân và có đồng các bạn muốn giao dịch hay là không và khi các bạn giao dịch rồi đó thì các bạn có thể lưu trong cái ví cá nhân của mình còn nếu như mà các bạn hỏi Thuận là sàn Binance hay là sàn nào khác á, an toàn để mà lưu trữ thì các bạn đã biết quan điểm của Thuận là các bạn không nên lưu trữ quá nhiều tiền trên sàn. Lý do tại sao thì các bạn thấy là chúng ta nên quản lý rủi ro. Những rủi ro chúng ta đã nhìn thấy trong năm ngoái thì cũng đủ cho các bạn lý do để có thể tự tìm hiểu và lưu trữ tiền trong ví của mình. Và không có dựa vào bất cứ đơn vị thứ ba nào, không riêng gì sàn Binance hết các bạn. Và chúng ta cũng nhận được thêm một cái thông tin được chia sẻ bởi DL News. Thì DL News nói là chúng ta tiếp tục thấy là trên sàn Binance cái nhu cầu sử dụng TUSD thì ngày lại càng tăng hơn. Và các bạn đã thấy là cái số lượng TUSD trên sàn Binance bây giờ đó là khoảng 90% dựa theo tài liệu đến từ DeFi Lama. Và một thông tin khác nữa được chia sẻ bởi CZ nhưng mà không có liên quan đến những gì mà chúng ta vừa nói đó là chúng ta có một cái cuộc phỏng vấn Ask Me Anything ngày hôm qua trên Twitter thì có một câu hỏi là CZ nghĩ là khi nào thì giá của BTC mới tăng thì các bạn đã thấy là CZ nghĩ là một năm sau khi có Bitcoin 2 bình thường là cái năm mà có sự tăng trưởng mạnh có nghĩa là Bitcoin 2 bình thường năm 2024 thì năm 2025 đó chính là năm mà chúng ta sẽ có cái sự tăng trưởng mạnh thì cái đó cũng hợp lý dựa theo chu kỳ mà 4 năm và một câu hỏi khác nữa đó là CZ có quan tâm đến là những cái công ty lớn như BlackRock khi mà họ đã bắt đầu có Bitcoin Spot ETF họ vào trên crypto này rồi thì họ sẽ lấy đi thị phần của sang Binance hay là không thì CZ trên căn bạn nói là cũng không có liên quan nhiều đâu tại vì cái lượng người mà thu hút bởi những công ty như BlackRock và lượng người mà thu hút bởi Binance thực ra là hai lượng người khác nhau cho nên những cái công ty đó nó chỉ có thể khiến cho thì những crypto này nó bành trướng hơn mà thôi chứ còn cái số lượng người mà hai bên thu hút đó thì nó cũng không hoàn toàn giống nhau thì này cũng hợp lý các bạn tại vì blackrock đó, chủ yếu nó sẽ thu hút những người mà sử dụng những cái sàn giao dịch và phần lớn là sàn giao dịch của hoa kỳ để đi mua cổ phần của bitcoin spot etf khi mà được thông qua còn binance thì thu hút những người mà sử dụng crypto ở trên sàn Binance và phần lớn đó là không phải người ở Hoa Kỳ hiện bây giờ tại vì cái thị phần của Binance bây giờ đang rất là nhỏ Ngoài trừ sàn Binance ra đó, chúng ta cũng có một cái sàn khác cũng có nhiều à, dấu hiệu bất thường các bạn, đó chính là sàn Huobi. Thì dựa theo Williu đó thì nói là cái số lượng BTC rời khỏi sàn Huobi à, đang có tiến triển rất là nhanh và đó chính là cái đường màu vàng các bạn nhìn thấy bắt đầu từ năm 2020 đã có hiện tượng này rồi. Nhưng mà nếu chúng ta chỉ nhìn từ năm 2022 mà thôi, lúc đó đó thì có khoảng là 410.000 BTC ở trên sàn Huobi tính tới bây giờ chúng ta chỉ còn có khoảng chừng là 26.000 BTC còn lại trên sàn Hoa Bi mà thôi có nghĩa là cái số lượng Bitcoin được rút ra khỏi sàn Hoa Bi tốc độ rất là nhanh và thêm vào đó, đó nếu như mà chúng ta nhìn vào cái lượng người truy cập vào sàn Hoa Bi đó cũng giảm nhiều chúng nhìn thấy được là từ tháng 3 cho đến tháng 5 đó cái số lượng truy cập đã giảm từ 30 triệu xuống chỉ còn có 7.2 triệu mà thôi và cái số lượng người truy cập đó thì Bây giờ phần lớn nó chỉ đến từ những quốc gia như là nước Nga, cái đó là Ấn Độ, cái đó là Hàn Quốc, cái đó là Ukraine và cuối cùng là Mexico. Phần lớn user bây giờ truy cập vào trang Hoa Bì là đến từ nước Nga hiện tại. Và đương nhiên Hoa Bì, người đứng sau lưng đó chính là Jason Sun của đồng Tron. Còn về một số bao thuận là tại sao Justin Sun là một trong những người mà nhiều người trong thị trường này nói là không đáng tin thì các bạn có thể dễ dàng Google Justin Sun từ lúc năm 2007 tới bây giờ thì các bạn sẽ biết nhiều cái drama liên quan tới Justin. Chúng ta cũng có một cái nhận định đến từ John Deaton. Đây là nhận định liên quan như thế nào mà quan tâm đến sự kiện giữa SEC và Ripple. Thì John Deaton là một trong những luật sư mà theo dõi sát cái vụ này và đưa ra nhiều nhận định các bạn Và lần này đó thì John Deaton nói là trong năm nay khả năng là chúng ta sẽ nhận được quyết định từ thẩm phán liên quan tới vụ kiện Nhưng mà kết quả đó đó sẽ có ảnh hưởng đến đương nhiên giá càng ngắn hạn Nhưng mà không hẳn là kết quả cuối cùng đâu Tại vì cho dù là ai thắng kiện đi nữa Thì khả năng là người thua kiện Cho dù đó là SEC thua kiện hay là Google thua kiện đó, Thì họ cũng sẽ để đơn lên tòa phúc thẩm hay là tòa án tối cao Rồi lại kéo dài thêm 2-5 năm nữa XRP đó thì vẫn sẽ tiếp tục ở trạng thái pháp lý như hiện tại một thời gian dài nữa Thì nếu như vậy đó, có phải chúng ta phải chờ đợi 2 năm, 5 năm nữa thì mới biết kết quả cuối cùng hay là không. Tại vì chỉ khi nào mà chúng ta có quyết định đến từ tòa án tối cao hay là tòa án phúc thập thì mới gọi là cái quyết định cuối cùng. Thì không hẳn đâu các bạn, một trong những điều mà chúng ta có thể chờ đợi đó chính là quốc hội ra luật khi mà mục hồi đã ra lực rồi đó thì hy vọng là chúng ta sớm có một cái lực rõ ràng thì lúc đó vụ kỳ này có thể được kết thúc chứ nếu không đó, thì uh, các bạn thấy là XRP cũng sẽ tiếp tục ở trạng thái hiện bây giờ là không rõ là chứng khoán hay là không phải nhưng mà điều lạc quan hơn là XRP vẫn sẽ tiếp tục tồn tại cho đến khi nào chúng ta có quyết định cuối cùng và thôi nhìn thấy cái uh, sự chia sẻ đến từ uh, Crypto Crunch App các bạn, đây là một cái sự chia sẻ là chúng ta đã cách định bao nhiêu phần trăm rồi thì các bạn đã thấy được là sau khi mà chúng ta đã có một cái đợt downtrend mạnh từ đỉnh á thì tới mức hiện tại giá của BTC là cách đỉnh là khoảng 55%, Ethereum đó thì cũng gần như vậy các bạn, 60 phần 92%, chúng ta có BNB là 65%, XRP là 86% và các bạn bắt đầu thấy được là Doge thì cách đỉnh tới 9%, Cardano cũng vậy, mà được là 76%. Polkadot 9% Các bạn thấy được đây là phần trăm đó, cách từ đỉnh mà thôi Nhưng mà các bạn nên hiểu là để trở lại đỉnh á thì cái phần trăm nó phải cao hơn Giống như BTC mà muốn trở lại đỉnh là 69.045 đó Thì chúng ta phải thấy BTC tăng 129% các bạn Ethereum 163% BNB 193% Và XRP đã phải tăng tới 627% Trong khi chúng ta có Cardano và Doge thì phải tăng giống như là cả ngàn phần trăm các bạn Solana cũng như vậy tăng một phần trăm thì mới trở lại đỉnh được cho nên một trong những cách mà các bạn có thể nhìn đó, nếu như mà các bạn thật sự là có lòng tin và các bạn nghĩ đúng những đồng nào mà có thể trở về đỉnh được nhất là những đồng khôi đó thì các bạn thấy được là nhiều người đã có thể kiếm được lợi nhuận không hề nhỏ khi mà họ đã có lòng tin dài hạn. đương nhiên chúng ta không biết được là trong đợt tăng trưởng kế tiếp này những đồng khôi nào có thể tiếp tục đứng vững và tiếp tục trở đỉnh cũ và có một cái sự tăng trưởng sau đó giống như là nhiều người năm 2019 thì đâu có tin là Cardano có thể trở đỉnh cũ và thậm chí Đạt đỉnh mới tới 3 đồng là chín cent đầu Các bạn thì được là Nhiều người lúc đó cũng không tin Ethereum có thể trở lại đỉnh cũ là khoảng 1.400 đô Sau đó lại tăng vọt lên Tới 4.878 đô Thì đó là một tin cho mọi người mà thôi Nhưng mà các bạn thấy là Một trong lý do tại sao mà trung bình giá Có cái hiệu ứng tốt dài hạn Tại vì các bạn đã thấy Để trở lại đỉnh á, thì cái phần trăm tăng trưởng Phải là bao nhiêu Và nếu các bạn trung bình giá thường xuyên thì càng ngày cái số lượng tiền các bạn có trong một đồng đó nó sẽ càng ngày càng lớn hơn và khi mà trở lại đỉnh nếu như mà điều đó xảy ra thì các bạn thấy được là cái lợi nhuận nó không hề nhỏ đâu cho nên một cách là các bạn có thể tìm hiểu xem coi là có một cái đồng nào đó mà ít tay biết đến mà sẽ có sự tăng trưởng mạnh sau này hay là các bạn có thể lựa chọn một đồng mà đã cách đỉnh một khoảng cách không hề nhỏ nhưng mà các bạn có lòng tin là có thể trở lại và thậm chí có thể lập đỉnh mới. Chúng ta còn một số những thông tin khác muốn chia sẻ với các bạn. À, chúng ta có thông tin đến từ UAE có nghĩa là tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Thì chúng ta đã thấy là bây giờ đã ở cái khu UAE này cái số lượng phần trăm tốc độ đào BTC đó đã, đã chiếm tỷ lệ là 4% rồi. Bắt đầu đó là từ thời điểm cái T bài tháng các bạn đã nhớ là công ty Marathon Digital đó thì đã có một cái sự hợp tác với công ty Zero Two thì hai công ty này đó họ đã thiết lập một cái hội đào ở Abu Dhabi và cũng được cái sự hỗ trợ đến từ cái quỹ của Abu Dhabi vào hồi tháng 5 và họ đã tạo ra một cái xưởng đào ở đó và sau đó các bạn thấy được là càng ngày càng có nhiều tốc độ đào hơn và bây giờ đã chiếm 4% của tổng số tốc độ đào rồi ở uae đó thì có một số lợi thế các bạn tại vì các bạn thấy được là tiền điện thì cũng rẻ hơn những nơi khác và cái khả năng cướp điện nó cũng thấp hơn rất là nhiều đây là một trong những nơi mà điện cũng ổn định và chúng ta thấy được là điện thì hơn phân nửa đó gọi là những cái điện đến từ năng lượng tái tạo hay là năng lượng thiên nhiên các bạn thấy được là về luật thì ở UAE luật thì cũng trung bình các bạn không cắt giao nhưng mà không phải là thả lỏng và đương nhiên về những cái sự rủi ro liên quan tới chính trị thì không có nhiều chỉ có là các bạn thấy là ở UAE đó thì những quốc gia này rất là nóng cho nên đó là một trong những cái yếu thế nhưng mà có rất nhiều lợi thế cho nên đây cũng là một trong những nơi bắt đầu thu hút được nhiều công ty đào đến để mà đào ở uae và các bạn thấy được là ở những cái quốc gia này đó thì gần như bây giờ chúng ta đã thấy là có sự cởi mở đối với lại trường crypto các bạn thấy được là nhiều những cái sàn giao dịch cũng đã bắt đầu là có bằng hoạt động ở những cái quốc gia này và họ càng ngày lại càng muốn tiến tới để có thể thu hút được ngành công nghiệp crypto đến quốc gia của họ và chúng ta cũng có thông tin đến từ Nhật Bản thì ở Nhật Bản họ đã có một cái dự luật về stablecoin đã có hiệu lực từ ngày 1 tháng 6 rồi và dự luật mới này đó thì nó sẽ đưa ra những cái à, sự gắt gao hơn về mặt quy định. Nếu như muốn phát hành stablecoin đó thì phải được đảm bảo bởi đồng yên hoặc là tiền tệ hợp pháp từ một quốc gia khác. Nhưng mà đặc biệt hơn đó là một đơn vị nếu như mà muốn phát hành stablecoin đó thì phải có giấy phép như là ngân hàng hay là đại lý chuyển tiền và những công ty quỹ thác thì mới được phép phát hành đồng stablecoin Nhật Bản. Và sau khi mà có luật này rồi đó thì tuy là gắt gao hơn nhưng mà có luật thì các bạn thấy được là sẽ thu hút được những công công ty mà họ cảm thấy là khi có luật rồi là an toàn thì chỉ cần theo luật mà thôi sẽ không bị bất cứ một vấn đề pháp lý nào hết và công ty sơ cầu nghĩa là công ty mà phát hành đồng USDC đó thì họ cũng đang cân nhắc việc ra mắt một stable coin đồng yên Thông tin cuối cùng đó là cái thông tin liên quan tới Taylor Swift các bạn. Cách đây vài tháng thì có một cái thông tin là Taylor Swift cũng là một trong những người nổi tiếng mà sàn FTX muốn mướn để mà quảng cáo cho sàn FTX thời điểm đó. Sau đó thì có một số những cái tin đồn là Taylor Swift nghĩ là sàn FTX là sàn mà cung cấp nhiều những cái token là chứng khoán mà không đăng ký cho nên cuối cùng đã không nhận cái điều này nhưng mà bây giờ đó thì lại có một thông tin rõ ràng hơn là Taylor Swift đã ký hợp đồng với mức giá là 100 triệu đô la để mà quảng cáo cho sàn ftx nhưng mà cái người mà quỹ hợp đồng đó chính là samman free một lý do nào đó đó sau khi mà đàm phán 6 tháng xong rồi đó thì uh, bên taylor swift đã ký hợp đồng gửi đến cho samman free nhưng mà samman free đó đã giữ hợp đồng đó giam khoảng chừng vài tuần rồi cuối cùng là không ký quỹ hợp đồng luôn À, thì biết tại sao đó thì chúng ta không rõ. À, theo thông tin thì uh, Sam Free đã à, được tư vấn bởi một số những cái uh, giám đốc cấp cao ở sàn FTX là đừng ký hợp đồng đó. Nhưng mà chi tiết thì chúng ta không có rõ. À, nhưng mà có một nguồn khác nữa đó. Thì nói là Caroline Allison là fan của Taylor Swift. Và sau đó thì Sam Free đã chia tay với lại Caroline Allison. Cho nên uh, để trả đũa thì Sam Free đã quyết định là hủy hợp đồng với lại Taylor Swift. <laughs> cái đó thì đừng có biết các bạn. Đó là những cái thông tin mà thường muốn mang đến cho các bạn mà thôi. Và đây là tất cả những thông tin mà tôi muốn chia sẻ với các bạn trong một video ngày hôm nay. Thuận hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong video này. Nhưng mà nào muốn tìm hiểu những ưu đãi dành riêng cho cộng đồng Thuận Capital thì có thể bấm vào cái link cho mình dưới video này để tìm hiểu những ưu đãi như là các bạn có thể nhận được bonus để giảm phí dịch lên tới 30% khi mà tham gia vào những sàn như là Bybit, CoinEx, OKX, Binance và một số những dịch vụ khác như các bạn nhìn thấy trên màn hình. Nhưng mà nào mà sử dụng sàn giao dịch tên thì nên dùng để mà giao dịch mà thôi, không nên lưu trữ quá nhiều tiền trên sàn. Và Thuần sẽ hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp. Tạm biệt các bạn. Và trong video ngày hôm nay đây chúng ta cũng có một nhà tài trợ các bạn nhưng mà nhà tài trợ đó chính là bản thân của Thuận Capital Thì như bạn có đã biết là Thuận đang gây dựng một cái kênh Thuận Capital Short Đây là một cái kênh mà có những cái video ngắn hơn để các bạn có thể dễ dàng theo dõi và nắm bắt nội dung Nhưng mà nào mà có thú đó thì có thể tham gia đăng ký vào kênh Thuận Capital Short cũng như là Thuận Capital cũng đang gây dựng kênh Cost TV các bạn và cũng gây dựng một thời gian dài rồi đây cũng là một cái trang web các bạn có thể sử dụng để mà xem những video của Thuận Capital và các bạn có thể tương tác để có thể kiếm được token cũng tương tự như là Steam ngày xưa nhưng mà nào mà có hứng thú đó thì có thể tham gia vào kênh Cost TV hay là kênh Thuận Capital Short.